Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video giới thiệu bạn dòng xe Exciter 2019 với phần đời mi trước tháo rời đời mi zin ra, nâng cấp họa tiết Audi LED Lock cùng với bản nâng cấp Audi E9, phần mặt nạ logo LED Yamaha, phần tay lái thay thế bao tay zin, lắp đặt bao tay kiểu Rizuma kết hợp LED gù tay lái cùng với gù LED motor ghép bên ngoài. Và phần ổ khóa của xe, phần ổ khóa xe tháo rời khóa zin, lắp đặt smart key zin Honda với bản nâng cấp thêm chức năng chống cướp 2m. Và phần xi nhan sau, xi nhan sau sẽ bao gồm vòng LED vít lỗ xi nhan cùng với xi nhan motor ghép và LED biển số. Trước đây mình sẽ nói sơ qua từng phần. Trước tiên là phần tay lái và phần mặt nạ. Phần tay lái như trên video bạn thấy đây là option bao gồm bao tay LED gù và gù LED motor ghép bên ngoài. Về phần màu sắc thì các bạn thì chọn trong các màu trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Bây giờ mình sẽ mở đời mi cho bạn xem. Thì như trên yêu cầu này sẽ có một công tắc LED dùng để mở đời mi. Đời mi là mở toàn bộ những phần đèn trên xe lắp thêm. Một công tắc LED còn lại là công tắc LED HASA. Tí xíu mình sẽ cho bạn xem phần HASA. Và hai công tắc LED dưới này là của bộ đời mi Audi E9. Trước tiên là phần đời mi. Thì phần đời mi mình sử dụng một công tắc LED dùng để điều khiển toàn bộ phần đèn trên xe, bao gồm LED gù tay lái nè. Và hãy gõ hai bên. Tắt mở công tắc LED trên đây. Và hãy gõ ha. À, rồi phần xi nhan sau luôn đó, tắt luôn cái dòng LED xi nhan sau và công tắc LED này sẽ điều khiển luôn cái phần logo mặt nạ ở trước đó. Rồi đó, đây bạn xem phần LED mặt nạ. Thì tất cả những sản phẩm trên video này màu sắc là các bạn tùy chọn, trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, các bạn không bắt buộc phải làm giống màu sắc như video đó, thì theo thích của mình. Và đây là phần tay lái bao gồm bao tay LED gù, gù LED motor ghép khi bạn bật xi nhan. Hãy gõ cái bật xi nhan thì phần LED gù và gù LED motor ghép nó sẽ chớp tắt ảnh hiệu xi nhan. Và xi nhan phía trước này cũng đã thay sang xi nhan LED Osram T10. Rồi mình sẽ bật xi nhan phía còn lại cho bạn xem luôn. Phần đời mi Audi E9 trong ít phút nữa mình sẽ nói cho bạn sơ qua về phần đó nha. Mình đang nói về phần tay lái, phần mặt nạ và hai xi nhan trước. Rồi tắt xi nhan. Phần LED mặt nạ là đây logo Yamaha màu xanh dương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về phần xi nhan sau cho bạn xem qua về phần xi nhan sau. Thì xi nhan sau này cũng sẽ có nhiều option để các bạn chọn. Như trên video là vòng LED bít lỗ xi nhan. Thì khi các bạn tháo ra xi nhan zin ra nó sẽ để ra khoảng trống, mình sẽ tận dụng cái vòng LED này. Mình bít kín cái khoảng trống đó và mình kết hợp với xi nhan motor ghép bên ngoài đá màu nhau khi sơ xi nhan. Đây các bạn thấy rõ khi bật xi nhan thì phần tay lái ở góc trái trên cùng của màn hình là chớp tắt ha, còn ngay giữa màn hình là xi nhan sau sẽ đá màu xa le nhau cho đẹp mắt. Và phần đèn mảng số các bạn cũng thấy rõ là xe này đã thay LED luôn và sử dụng LED T10 Osram màu xanh băng. Rồi xi nhan phía còn lại. Rồi bây giờ mình sẽ mở chức năng HASA cho bạn xem luôn. HASA là như thế nào? Để mình tắt cái đờ mi đi ra. Tắt đờ mi cho nó trả về hiệu ứng bình thường. Không phải. Mở đờ mi lên nhưng mà trả về hiệu ứng. Trả đờ mi bình thường nó chạy hiệu ứng. Đè 4 giây đó. Rồi lúc này đèn bình thường. Bây giờ mình mở HASA cho bạn xem. HASA mình sẽ sử dụng công tắc LED còn lại như mình vừa nói. Đây là ngay vị trí này. Hai công tắc LED màu trắng nha bạn. Bật HASA. Thì các bạn hãy gõ bên hai bên tay lái cùng chế tắt là tín hiệu xi nhan. HASA là 4 xi nhan chế tắt cùng lúc. Đây là hai xi nhan sau. Lúc này mình đang mở HASA. Còn đây là phía trước. Phía trước sẽ bao gồm hai xi nhan zin, phía dưới là hai xi nhan LED rồi, LED màu vàng Osram cùng với phần mặt nạ đời mi Audi E9. Rồi tắt HASA thì tự động toàn bộ sẽ trả về bình thường. Rồi cái đến phần đời mi Audi E9. Thì đời mi Audi E9 này mình có làm một video rất nói về cụ thể cách sử dụng chi tiết như thế nào. Trong video này mình chỉ nói sơ qua thôi, chỉ nói video sâu thì rất tốn thời gian. Thì Audi E9 như bạn đã biết là nó sẽ thay đổi được nhiều màu và nhiều hiệu ứng. Việc thay đổi màu sắc là các bạn sử dụng công tắc LED. Như mình vừa nói là Audi E9 sẽ có kèm theo hai công tắc LED. Một công tắc dùng để đổi màu, một công tắc dùng để thay đổi kiểu chức năng và kiểu ứng, một công tắc dùng để thay đổi tốc độ.
Bây giờ mình sẽ thay đổi từng màu sắc cho bạn xem sơ qua về phần đờ mi. Trước tiên mình thay đổi màu sắc trước. Màu xanh dương, màu tím, màu xanh ngọc, màu trắng, màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng. Và trên này có luôn hai con mắt ô lốc màu đỏ cho đẹp mắt. Mở xi nhan. Khi mở xi nhan thì cái phần đèn thì cũng sẽ đổi sang màu vàng và nó chạy hưởng như thế này. Thì phần thì chính là các bạn đổi màu theo ý thích ở chế độ đồ mi xi nhan và thắng tùy theo các bạn. Rồi xi nhan phía còn lại luôn. Rồi tắt xi nhan. Bóp thắng, bây giờ mình sẽ thắng bóp thắng cho bạn xem. Đây là hiệu ứng như ở chế độ thắng. Rồi mình tắt, mình xin lỗi là mình buông thắng ra, mình tắt chìa khóa xe luôn. Thì chính là khi các bạn mở khóa xe nó sẽ khởi động lên như thế này. Rồi mình sẽ khởi động lên. Rồi hãy gỡ ha. Nó sẽ chạy 3 lần như thế này rồi trả về Tommy. Đó là địa chính. Bóp thắng lên thì nó sẽ chạy hướng thắng. Rồi bây giờ mình sẽ mở hiệu ứng cho bạn xem. Bộ đèn mình sẽ có nhiều hiệu ứng nha các bạn. Hiệu ứng là như thế nào là nó sẽ chạy được nhiều kiểu đèn trên đó. Là gọi là đèn nhiều hiệu ứng. Đó là bản đặc trưng của địa chính. Thì như mình đã nói trên video này, mình chỉ nói sơ qua thôi, chứ để nói sâu cụ thể rất là mất thời gian. Các bạn muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn hãy search những video khác để các bạn xem kỹ chức năng của Audi chính là như thế nào. Đó, mình sẽ để cho nó chạy trong ít phút cho bạn xem cái tất cả những hiệu ứng trên bộ đèn. Xong rồi cái đến mình sẽ nói về phần ổ khóa smart key zin Honda, thêm chức năng chống cướp 2m. Mình xin nói thêm là phần đèn chiếu sáng của Exciter 219 này thì như các bạn đã biết rồi, độ sáng nó rất là yếu. Thì các bạn hãy chọn giải pháp là tăng sáng đèn chiếu sáng, hoặc là các bạn gắn thêm đèn trợ sáng nữa. Đó là tùy theo yêu cầu của bạn và tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Có hai giải pháp là gắn đèn trợ sáng hoặc là làm tăng sáng đèn chính. Rồi bây giờ mình đang cho bạn xem về cái phần hiệu ứng trên bộ đèn Demi Audi A9. Đó, các bạn hãy gỡ nó có nhiều hiệu ứng. Rồi bây giờ mình sẽ nói về phần đèn xin lỗi, nói về phần ổ khóa smart key. Rồi, riêng về phần ổ khóa smart key. Thì ổ khóa smart key như trên video mình đã nói cách đây ít phút là đây là option sử dụng smart key zin của Honda và nâng cấp thêm chức năng chống cướp 2m. Cách để các bạn nhận biết ổ khóa smart key mà các bạn đang sử dụng hay là cái nơi chào bán các bạn đúng hàng smart key Honda hay không, thì các bạn chỉ việc cầm cái remote lên, cái mặt sau của mình remote nó sẽ có logo Honda như thế này, thì các bạn yên tâm cái số bộ smart key đó là đúng chính hãng từ Honda đưa ra. Các bạn khỏi cần lo lắng lăn tăn gì là hàng phay hay là hàng gì hết. Cứ cầm chiếc remote lên, mặt sau có logo của ta là các bạn yên tâm cái số bộ smart key các bạn đang sử dụng là đúng hàng ta đưa ra. Và mình xin nói thêm thì một bộ smart key từ hãng đưa ra ngoài thị trường nó chỉ có một remote mà thôi. Nên khi các bạn chọn nâng cấp ổ khóa smart key, các bạn có thể chọn giải pháp là chép thêm remote phụ nữa, để tránh trường hợp khi các bạn sử dụng các bạn làm rơi mất hay là làm hư vỡ remote đi, thì mình có thêm remote phụ thì nó tiện hơn. Rồi còn những chức năng như là chống trộm, tìm xe trong bãi, chống dắt xe, đó là những chức năng cơ bản của khóa smart key. Rồi mình sẽ không nói sâu đâu, mình nói sẽ cho bạn xem về phần chống cướp. Và xin nói thêm là phần mở yên trên dòng xe Exciter là Winner rồi hay là dòng xe SH, thì phần mở yên mình sẽ tích hợp lên trên ổ khóa smart key này. Và như trên video bạn đã thấy thì cái phần đèn ổ khóa là màu trắng làm cho nó chớp tắt. Còn đối với một ổ khóa smart key zin Honda đưa ra thì phần đèn trên ổ khóa hoàn toàn không sáng đèn khi các bạn mở điện xe. Đó là một bản zin từ Honda đưa ra. Nhưng khi các bạn lắp đặt ổ khóa smart key, mình sẽ làm tặng kèm cho bạn luôn cái phần này. Nếu các bạn chọn option không chống cướp thì đèn sẽ sáng luôn. Còn nếu các bạn chọn option cái chức năng chống cướp 2m thì mình sẽ làm cho đèn nó chớp tắt như thế này cho đẹp mắt. Còn cái phần ổ khóa nó sẽ có núm dặn là zin là nhựa đen. Thì như trên video này mình đã thay thế sang núm nhôm màu CNC và cụ thể là núm nhôm màu đỏ. Đây mình sẽ để cận cảnh cho bạn xem mình nhảy núm nhôm. Thì phần màu sắc núm nhôm và màu sắc của đèn LED và cái màu sắc của viền nhôm bên ngoài là tùy theo thích của bạn. Như đây video này là viền nhôm màu xanh dương, núm màu đỏ và phần đèn ổ khóa là màu trắng. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái phần chức năng chống cướp 2m làm việc nha. Chống cướp 2m nâng cấp trên một bộ smart key zin Honda. Còn những bộ smart key sử dụng những bộ chống trộm khác kết hợp vào
thì cái khoảng cách 2 mét đó là không có, nó chỉ xa hay gần thì tùy phụ thuộc vào từng ủ bộ cái bộ chống trộm các bạn kèm theo. Chỉ riêng mất cây Honda thì nó sẽ chấm cướp ở khoảng cách tầm 2 mét trở đi. Là khi các bạn đang nổ máy lưu thông trên đường như thế này, gặp cái trường hợp các bạn thấy mất an toàn, các bạn chỉ việc rời xa xe thôi. Và lưu ý là khi rời xa xe thì cái remote này cũng phải bên người. Thì khi rời xa xe từ 2 mét trở đi, xe không nhận được tín hiệu từ remote, xe sẽ bật chức năng chấm cướp 2 mét lên bằng việc là cảnh báo chiếc taxi nhanh và bật cảnh báo kêu càng xe rất lớn, và sau đó là tắt luôn động cơ của xe. Chỉ khi nào có tín hiệu từ cái remote này trở về gần xe, đồng nghĩa với việc là có chủ xe ở gần đó, thì chức năng chống cướp nó sẽ tạm thời không bật cảnh báo nữa, nó sẽ im lặng trở lại bình thường, và lúc đó các bạn có thể khởi động động cơ và các bạn di chuyển xe đi. Bây giờ mình sẽ cho tín hiệu remote này rời xa xe. Rồi. Thì các bạn lưu ý là khi remote rời xa xe trở đi là bắt đầu xe sẽ nháy đèn xi nhan trước. Thấy chưa? Và hãy rời rồi thấy vừa nháy xi nhan đó. Rồi trong ít phút nữa thôi, không tới ít phút đâu, tầm khoảng mấy giây sau nữa thì bắt đầu đó. Bật cảnh báo kêu xe chớp xi nhan. Và sau đó sẽ là tắt động cơ. Đây các bạn xem rõ. Rồi, lúc này động cơ sẽ tắt luôn rồi. Thấy chưa? Lúc này cho dù các bạn có nhấn khởi động động cơ cũng vô ích thôi. Chỉ khi nào có tín hiệu từ cái remote đó ở gần xe. Đây, bây giờ tín hiệu trở về gần rồi. Và hãy gõ thì chức năng chống cướp nó sẽ không bật cảnh báo nữa. Thì lúc này các bạn có thể khởi động động cơ như bình thường. Và hãy gõ ha. Vừa rồi là mình cho bạn xem cái chức năng chống cướp 2m trên một khóa smart key Vinhomes Honda. Còn phần mở yên thì như mình đã nói là mình tích hợp thẳng vào trong cái ổ khóa mắc cây luôn. Đây các bạn hãy gõ. Chỉ việc nhấn vào bên trong ổ khóa là các bạn sẽ mở yên. Đây gọi là mở yên điện tích hợp trên ổ khóa smart key. Dành cho những dòng xe mà ổ khóa là không phải hình chữ nhật nguyên bản của khóa smart key, giống như là dòng khóa Exciter 135-180, Winner ở Đắc Ý. Còn những dòng xe như AB Vision, Click, Vigo, những dòng xe đó là ổ khóa hình chữ nhật rồi, thì việc thay thế ổ khóa smart key cũng đơn giản hơn. Thì phần mở yên và mở bình xăng rồi sẽ nằm bên tay phải của ổ khóa smart key. Rồi các bạn xem lại cái phần ổ khóa smart key. Phần núm nhôm thì cũng sẽ có nhiều kiểu để bạn chọn, và nhiều màu bạn chọn luôn. Rồi vừa gọi là đầy đủ một xe Exciter 2019 với bản nâng cấp full trước sau, phần tay lái, phần mặt nạ, phần đờ mi, Audi ở chính, xi nhan trước, xi nhan sau thay thế xăng LED, và phần ổ khóa smart key Vinhomes Honda nâng cấp thêm chức năng chống cướp 2m cùng với phần đèn LED biển số phía sau. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều video khác nhau trên mọi dòng xe khác nhau, và từ riêng dòng xe Exciter 2019 này mình cũng đã làm nhiều video để giới thiệu những sản phẩm cho dòng xe này. Và video ở đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.